xơ là một chất dinh dưỡng quan trọng đáng kể đến sức khỏe và sự trao đổi chất cũng như cân nặng của người dùng mà nhiều người thường bỏ qua trong chế độ ăn hàng ngày. Chất xơ được phân loại gồm chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan, tùy thuộc vào khả năng hòa tan trong nước. Chất xơ không hòa tan giúp gia tăng thể tích thức ăn, làm giảm đậm độ năng lượng trong khẩu phần ăn, từ đó giúp giảm năng lượng nạp vào. Thêm vào đó, chất xơ không hòa tan giúp làm đầy dạ dày và ruột, từ đó giúp tạo cảm giác nhanh no và giảm phản xạ đói. Đối với chất xơ hòa tan, sẽ hòa tan trong nước và dịch tiêu hóa, tạo thành gel bọc lấy thức ăn, làm chậm quá trình tiêu hóa thức ăn, giúp cho chúng ta cảm thấy no lâu và lâu đói. Thêm vào đó, chất xơ hòa tan giúp ngăn chặn sự tiêu hóa và hấp thu chất béo vào trong cơ thể, từ đó giảm năng lượng nạp vào từ chất béo. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Chewable Fiber Blend hỗ trợ bổ sung chất xơ từ rau quả tự nhiên. Mỗi viên sản phẩm giúp cung cấp 1.700mg xơ, trong đó có 750mg xơ không hòa tan, 750mg đường FOS và 200mg xơ hòa tan. Sản phẩm hỗ trợ bổ sung chất xơ được chiết xuất từ rau quả tự nhiên, hỗ trợ nhuận tràng, hỗ trợ giảm táo bón và hỗ trợ giảm cholesterol trong máu. Đối tượng sử dụng: người bị táo bón ăn khó tiêu, người bình thường trưởng thành và trẻ từ 6 tuổi trở lên có chế độ ăn ít xơ, có nhu cầu bổ sung chất xơ. Cách sử dụng: nhai mỗi lần một viên, mỗi ngày 3 lần với ít nhất một ly nước đầy khoảng 250ml.